Bây giờ là bản tin thời tiết trên kênh VTV5. Kính chào quý vị và các bạn. Bão số 2 đã đi vào Vịnh Bắc Bộ và dự báo khoảng sáng mai, bão sẽ đi vào đất liền khu vực Bắc Bộ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Hoàn lưu của nó sẽ gây ra một đợt mưa lớn kèm dông gió mạnh ở khắp Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai. Cụ thể, khu vực ven biển Quảng Ninh xuống đến Ninh Bình, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Khu vực ven biển của Thanh Hóa, gió mạnh cấp 5, giật cấp 8. Mưa cũng mỗi lúc một gia tăng. Đêm nay và ngày mai cảnh báo khắp khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An sẽ xảy ra mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến là từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Cảnh báo dễ xảy ra lũ quét, sạt lở ở vùng núi, đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng thấp. Nhất là ở các khu đô thị, nước không thoát kịp rất dễ gây ra ngập úng khiến cho việc đi lại giao thông gặp nhiều khó khăn. Và để di chuyển an toàn, quý vị hãy chú ý, nếu thấy đường ngập sâu quá nửa bánh xe thì chúng ta không nên đi vào, hãy chuyển hướng và thay đổi lộ trình. Tránh nước vào xe làm chết máy và gây ùn tắc giao thông. Trái lại thì từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận ít chịu tác động của bão nên ngày mai trời vẫn có nắng trong ngày. Nhiệt độ các thành phố từ Đồng Hới trở vào đến Phan Thiết trong khoảng 32 đến 34 độ. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày mai tiếp tục có mưa dông trên diện rộng, đề phòng kèm theo sấm sét và gió giật. Một vài nơi như là Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau sẽ có mưa sớm từ sáng. Đến trưa, mưa mở rộng ra các tỉnh thành khác ở khu vực Nam Bộ và cả Tây Nguyên. Diện mưa rộng nhưng cường độ mưa có xu hướng giảm bớt, số điểm mưa to ít hơn, chỉ xảy ra cục bộ. Trên biển, do ảnh hưởng của bão số 2, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các huyện đảo Cô Tô và Bạch Long Vĩ sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét gây biển động mạnh. Quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa ngày mai, gió cũng mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, trời mưa dông, biển động mạnh. Và cuối bản tin là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai.